Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ilanka nha. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5. Ở bên đây, lịch của Trung Quốc thì bọn mình sẽ được nghỉ 5 ngày, nghỉ lễ nha các bạn. Và địa điểm lần này mà mình muốn quay cho các bạn xem đó chính là Cù San. Khi mà các bạn đến Phúc Châu, có một cái địa điểm là các bạn tuyệt đối là nhất định phải đi, đó là Cù San. Vì Cù San ở đây phong cảnh cũng rất là đẹp, nó không quá cao nhưng mà nó có nhiều cảnh đẹp. Thì ngày hôm nay thì mình tranh thủ mình dành ra một ít thời gian để mình đi quay cho các bạn cùng xem. Trước khi đến với Cù San thì mình cũng có ghé dừng chân để ăn cơm. Đó là một cái món cũng rất là nổi tiếng, đó là chu chẹo, tức là cơm chân heo á các bạn. Ở bên này người ta nấu theo cái phong cách ở bên này rất là ngon luôn. Thì bọn mình ăn để cho no rồi mới bắt đầu lấy sức để leo núi nha. Thì hiện tại thì mình đang có mặt ở cổng của Cù San. Bắt đầu bây giờ thì mình cùng bạn mình tiến hành đi vào bên trong và leo núi. Do là lâu rồi mình không có lộ bộ, không có đi leo núi, thì không biết là ngày hôm nay thì bọn mình leo núi tới đâu. Nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng để đi thật xa thật tốt để quay cho các bạn cùng xem. Nhưng mà thời tiết ngày hôm nay thì nó không được đẹp cho lắm vì nó không có nắng. Nên khi quay cái video này nếu như mà nó thiếu sáng thì mong mọi người thông cảm nha. Ở đây trong cái lối vào thì nó cũng có những cái khu vực để trưng bày, giống như là những cái hội hoa. Ở đây nó chỗ nào nó sẽ có hoa đẹp này, cảnh đẹp này thì nó sẽ trưng bày lên đây cho các bạn cùng xem. Và đặc biệt khi các bạn đến Cù San, các bạn nhớ đi thăm cái vườn hoa đào. Ở trên cái núi Cù San này có một cái vườn hoa đào thật là to luôn. Và nếu như các bạn đi trúng ngay cái dịp mà nó nở hoa thì nó rất là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Nếu như các bạn có flycam, các bạn quay toàn bộ ở trên không trung á, các bạn quay xuống rất là đẹp. Nhưng mà do là mình không có flycam, mình chỉ quay thường thôi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là ngày hôm nay khi mà mình đến với cái vườn hoa đào, mình cũng có thể quay được thật nhiều cái hoa đó cho các bạn cùng xem. Tại vì trước khi đi thì mình cũng có coi review qua rồi, nhưng mà không biết là đến nơi nó sẽ như thế nào. Thì mong là đến nơi nó có thật nhiều cảnh đẹp để mình quay cho các bạn cùng xem nha. Hiện tại thì mình đang trên cái đường để di chuyển qua bên cái vườn hoa đào. Từ cái điểm hiện tại đến cái vườn hoa đào nó cũng là một cái chặng đường khá là xa. Mình có hai hình thức, một là lộ bộ, hai là đi bằng cáp treo. Nhưng cáp treo bên này nó cũng không có được ok lắm. Nó xây dựng cũng rất là lâu rồi và nhìn nó cũng có một cái gì đó rất là cũ. Nên bọn mình quyết định là không có đi cáp treo mà bọn mình sẽ đi bộ, tiện thể là tập thể dục luôn. Và quay cái đoạn đường từ dưới chân núi đến ngay cái vườn hoa đào cho các bạn cùng xem. Từ cái chân núi đến cái vườn hoa đào nó không phải là đến đỉnh nha các bạn, nó chỉ là lưng chừng của núi thôi, chứ nó không phải là quá cao. Thì bọn mình quyết định là đến cái vườn hoa đào trước, nếu như còn thời gian thì mình sẽ đi quay những cái khu khác cho các bạn cùng xem. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo chân với mình nha, để xem thử ngày hôm nay đến với Cù San người ta có đông đúc hay không và leo núi ở đây nó sẽ như thế nào. Theo cái cảm nhận riêng của mình thì thiết kế ở đây để khi mà mình leo lên cái đỉnh núi thì nó không phải là quá dốc, nên các bạn leo thì có thể giữ được sức và có thể đi được đường xa. Còn ở quê mình, tức là ở Tây Ninh, đường lên núi Bà Đen khi mà các bạn lộ bộ thì nó có phần hơi dốc một chút xíu, nên đi nó phải hao sức rất là nhiều. Còn ở đây các bạn có thể để ý là cái đoạn đường đi nó cứ lầy, nó không quá cao nên mình đi cũng khá là thoải mái. Thì trên đường đi nó cũng sẽ có những cái chỗ để cho các bạn dừng chân nghỉ ngơi. Nếu như các bạn mệt thì các bạn cũng có thể ngồi nghỉ nha. Tại chỗ này thì mình có thể ngắm nhìn cảnh thành phố nè, ở một cái lưng chừng núi thôi. Còn đến với cái địa điểm này thì nó có một cái tháp để cho các bạn đứng trên đỉnh tháp và nhìn được cái toàn cảnh của thành phố Phúc Châu. Thì mình cũng bon chen với người ta, mình cũng lên đó để quay cho các bạn cùng xem, để coi thử đứng ở trên cái đỉnh tháp này thì nó sẽ có những cái cảnh đẹp như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay đi thì mình cảm giác như là nó không phải là một ngày lý tưởng. Tại vì thứ nhất là không có nắng, cái thứ hai là trời nó chuyển mưa, và cái thứ ba là sương mù nhiều quá. Nên khi mình đi quay cái gì đó thì cảnh vật nó cũng rất là mờ mờ luôn, nó không được quá đẹp, quá hoàn hảo. Nhưng mà thôi đi, các bạn cố gắng xem cái video này cũng như là ủng hộ tinh thần cho mình. Và lần sau nếu như có dịp mình quay trở lại nơi này thì mình sẽ chọn một cái ngày nào đó với thời tiết thiệt là đẹp, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nha. Còn đây là cái vị trí đứng từ trên cái đỉnh tháp này để ngắm thành phố Phúc Châu cho các bạn cùng xem nè. Sau khi ngắm ở trên đỉnh tháp xong thì bọn mình sẽ xuống cái đỉnh tháp và tiếp tục di chuyển qua cái vườn hoa đào.
Thì ở đây cũng có nhiều trạm dừng chân để cho nghỉ ngơi, giống như những cái quán cà phê nè. Các bạn có thể đấy, ở đây có rất là nhiều bàn ghế à, và trước mặt các bạn là cái khu để uống cà phê ngắm cảnh chiêu chiêu ở trên núi, nhưng mà bọn mình không có vào. Tại vì tiết kiệm thời gian thì bọn mình sẽ quay ra và đi luôn chứ không có ghé vào nơi này. Và ven theo hai bên đường á, thì nó cũng có bán rất là nhiều đồ ăn, nên mọi người đến với Cù San cũng không có sợ bị đói nha. Thứ nhất là có bán đồ ăn vặt này, có bán nước uống này, và nó có một cái bản đồ để hướng dẫn cho các bạn đi đến những cái địa điểm mà các bạn muốn đi. Thì bọn mình đến đây để xem cái địa điểm vườn hoa đào đi như thế nào và bọn mình tiến hành đi qua đó. Và mọi người lưu ý nha, với những cái cảnh điểm du lịch thì dĩ nhiên là đồ ăn thức uống ở đây nó sẽ mắc hơn với những cái chỗ khác á, nên các bạn đến đây thì các bạn nếu như mà muốn tiết kiệm, các bạn có thể mang theo đồ ăn vặt này, mang theo trái cây này, mang theo nước uống nha. Ở đây thì bán đồ hơi mắc một chút xíu. Đây là một cái cổng nha các bạn, khi mà các bạn đi tham quan Cù San thì ở đây người ta cũng có hướng dẫn rất là kỹ và cũng có dịch vụ để đi xe buýt lên tới trên này luôn. Nếu như mà mọi người không có muốn lộ bộ thì các bạn cũng có thể chọn cái phương thức là gọi xe lên tới đây nha, nhưng mà do bọn mình đi tập thể dục á thì bọn mình lộ bộ từ dưới chân núi lên đây luôn chứ không có đi xe, không có ngồi cáp treo luôn. Và đây là cái hướng đi qua cái vườn hoa đào, như các bạn có thể thấy ở đây á, là cái đường đi nó rất là bằng luôn, nói chung là rất là dễ đi. À, cũng có những cái đoạn đường khó đi, nó sẽ chia ra là đoạn đường đi dốc, đi chậm, đoạn đường đi nhanh. Thì mình luôn chọn những cái phương hướng là đi chậm một chút xíu nhưng mà con đường nó phải dễ đi để cho mình đi cho nó đừng có bị hao quá nhiều sức đó các bạn. Ngày hôm nay bọn mình đến với Cù San thì các bạn cũng có thể thấy là không quá đông người, cũng có lai ra vài người đi ngắm cảnh. Nói chung là cũng rất là thoải mái, thời tiết ở đây cũng rất là dễ chịu luôn. Cuối cùng sau một lúc lòng vòng đi tìm kiếm thì bọn mình cũng đã đến được cái vườn hoa đào rồi nè các bạn. Ở đây là cái lối đi vào vườn hoa đào nha. Có một điều đáng tiếc là trời ơi sao mà coi trên mạng review thấy nở hoa rất là đẹp luôn, nhưng khi mà mình đến đây á thì mình thấy sao mà toàn là cây không à, không có thấy hoa. Lâu lâu thì chỉ thấy có vài cây nó ra hoa thôi, leo que thôi chứ nó không có nhiều. Cái vườn hoa đào này rất rất là to luôn các bạn, và toàn bộ ở đây chỉ là hoa đào với hoa đào thôi. Nếu như mà đi đúng ngay cái lúc mà nó nở hoa đó thì rất là đẹp luôn. Mình nghĩ ở đây rất là đẹp luôn, tại mình coi người ta review rất là đẹp luôn thì mình mới quyết định đến đây. Nhưng mà không may là khi đến với cái vườn hoa đào này thì nó không còn hoa nữa, có thể là nó đã tàn rồi hay sao á, và cũng có những cái cây nó còn le que ra hoa nha các bạn nha. Chiều nay bọn mình đi săn đi đi xem hoa đào mà tới đây hết hoa rồi, mọi người còn cây không mà. Giờ cho mọi người coi, mọi người dòng đây là hoa đào không, mà giờ còn cây không, ở dưới đó có một cái hồ. Giờ mình sẽ đi ngược về hướng này nha. Tự nhiên tới đây cái nó hết hoa đào luôn, đi không gió. Gió quá trời, hồi nãy thì đang nắng lên, mà giờ thì hết hoa rồi, đi dần xuống. Còn còn là cây không? Thấy trên mạng người ta quảng cáo đẹp quá trời. Có cơ. Không. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vòng vòng nha. Bây giờ hết hoa rồi. Có mà đi quay video này cho mọi người xem hoa đào, mà giờ tới nơi nó hết hoa rồi. Hiện giờ thì đi quay vòng vòng cho mọi người coi cái khúc này. Ở đây còn được một cây còn hoa này. Mấy đằng kia thì chưa có nở.
Đi đến đoạn này đây thì mình với bạn mình bắt đầu tách nhau ra. Bạn mình thì sẽ đi hướng về bên kia, hướng bên tay phải, mình sẽ đi hướng về bên tay trái, để xem thử cái khung cảnh ở đây nó có cái gì đẹp hơn các bạn nha. Thì vẫn như những câu nói của lần trước, nếu như các bạn thích mình quay nội dung gì ở bên này thì các bạn cũng có thể bình luận trực tiếp ở dưới nội dung video ngày hôm nay, để cho mình cố gắng sắp xếp có thời gian mình sẽ đi quay cho các bạn cùng xem nha. Ở giữa cái vườn hoa đào nó có một cái hồ nước và có nhiều cái lối đi như thế này, phong cảnh cũng rất là đẹp, có rất là nhiều người, cụ già nè, cô chú anh chị nè, cũng như là trẻ nhỏ nè đến đây để thưởng thức ngắm cảnh. Nhưng đa phần khi đến với cái vườn hoa đào này là người lớn tuổi không ạ các bạn, người lớn tuổi và trung niên, người ta đến đây rất là nhiều, tại vì cái không khí ở đây nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu luôn, và thời tiết gần như là hòa mình với thiên nhiên luôn á, thì người ta rất là thích luôn. Lâu lâu có vài cơn gió nhẹ nhẹ nó xe qua, cảm giác rất là thoải mái luôn. Và cái lối đi xuống thì nó không có bằng phẳng lắm, nó cũng rất là dốc, nên á mọi người đi cũng rất là cẩn thận luôn, nếu không là sẽ bị trượt đó các bạn. Và như các bạn có thể thấy, ở dưới là những cái lớp cỏ xanh, bên trên đó là những cái cây hoa đào. Tuy là hoa nó ít nhưng nó vẫn đẹp nha. Mình sẽ hái một cái hoa xuống cho các bạn cùng xem. Đây các bạn có thể thấy nó rất là đẹp luôn. Nếu như cái vườn này nó nở toàn bộ là hoa hết thì rất là đẹp. Ở phía dưới là màu xanh của cỏ, thân cây thì màu xám, và ở trên phủ đầy hoa hồng thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay thì mình đến đây không có nhiều hoa nhưng mà mình kỳ vọng. Nhưng mà thôi kệ đi, lỡ rồi mình đến đây để cho biết, lần sau hẹn vào năm sau có dịp mình quay trở lại nơi này thì mình sẽ quay cái vườn hoa đào đẹp cho các bạn cùng xem. Ngày hôm nay đi thì coi như là lỡ hẹn với cái vườn hoa đào rồi, nhưng mà không sao, coi như là mình đi cho khác đường đi, năm sau mình quay lại thì mình đã có kinh nghiệm hơn ha. Vẫn như câu nói cũ, nếu như các bạn thấy thích mình làm cái nội dung video ngày hôm nay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để ủng hộ kênh mình nha. Cái sự mà like, chia sẻ cũng như bình luận của các bạn đó là động lực để cho mình ra thật nhiều video. Và nếu như mà các bạn có muốn mình quay hoặc chia sẻ gì nội dung ở bên này thì các bạn cũng có thể là bình luận trực tiếp dưới nội dung video ngày hôm nay. Các bạn có thể thoải mái yêu cầu và mình sẽ canh theo những cái yêu cầu của các bạn, những cái nguyện vọng mong muốn của các bạn. Mình sẽ sắp xếp thời gian để đi quay cho các bạn cùng xem nha. Cái nội dung video ngày hôm nay thì mình cũng xin gửi đến cho những cái bạn mà vừa qua đã yêu cầu mình đi quay cái vườn hoa đào. Có thể là mình đã bỏ lỡ cái dịp hoa đào ở bên này, nhưng mà cũng mong là các bạn sẽ thông cảm và thích nội dung video ngày hôm nay của mình. Và đến lúc này đây thì mình sẽ không nói quá nhiều về cái nội dung này nữa. Mình muốn dành thời gian để cho các bạn cùng đi chiêm nghiệm với mình. Ở đây á, nó có những cái đoạn đường nó cũng hơi là khó đi, nên có những cái lúc mình quay nó khá là nhanh và những cái lúc mình quay rất là chậm, thì mong là mọi người thông cảm nha. Và các bạn ơi, các bạn đừng có sợ đến với cái vườn hoa đào to lớn này và sợ bị lạc, không có đâu các bạn ơi. Đi một chút xíu là các bạn sẽ gặp được rất là nhiều cái biển chỉ dẫn, chẳng hạn như thế này, các bạn muốn đi hướng nào, đi đến địa điểm nào và lối đi như thế nào là nó đều chỉ dẫn cho các bạn hết, nên các bạn cứ yên tâm nha. Mọi người ơi, cái chuyến đi mà mình đi cùng San đi ngắm hoa đào, và đến đây bây giờ có hoa đào rồi, bắt đầu mình sẽ đi coi vòng vòng đây có cái gì quay một quay cho các bạn xem nha. Nếu như các bạn có thích nội dung video ngày hôm nay của mình, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để ủng hộ mình nha. Bây giờ mời các bạn theo chân của mình nha. Xin phúc rồi nè, có muốn gì thì người ta viết lên đây. Cái này là người ta cầu cho mẹ người ta phát tài nè, luôn vui vẻ nè. Cái này là hoa sư xuân lên đi nè, nhân thiên khai xin mọi điều là như ý rồi, mỗi ngày đều vui vẻ nè.